Thời gian gần đây, sức khỏe của ông cũng đã yếu dần khi trải qua những lần vào bệnh. Có lúc nhớ cũng có lúc quên, nhưng vẫn cảm thấy hạnh phúc khi vẫn còn có thể mừng sinh nhật ở tuổi xế chiều. Định cư ở Mỹ đã lâu, nghệ sĩ Diệp Lang cho biết mình gặp một vài khó khăn là không biết chạy xe và cả ngoại ngữ, thế nên ông cũng hạn chế ra đường và chỉ xem TV để theo dõi tình hình trong nước, đôi khi cũng gọi điện thoại về thăm bạn bè. Trước khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát, nam nghệ sĩ hay dạo công viên gần nhà để tinh thần tốt hơn. Ông cảm thấy may mắn vì được con cháu yêu thương, dù công việc bận rộn nhưng vẫn cố sắp xếp thời gian đưa nam nghệ sĩ đi đây đó vào cuối tuần. Bà xã nghệ sĩ Diệp Lang, tên Thu Phong, là người đồng hành cùng ông hơn 40 năm cuộc đời. Khi nam nghệ sĩ còn đi diễn, bà một tay chăm sóc gia đình. Sau này khi bố đạo diễn Diệp Thiên bệnh, bà cũng là người ở bên cạnh và chăm sóc lúc tuổi già. Khi có dịp, hai vợ chồng thường xuyên đến thăm những đồng nghiệp cũ ở bang California, cùng nhau ôn lại kỷ niệm về sân khấu cải lương ngày trước. Cuộc sống ở Mỹ khác rất nhiều so với Việt Nam và đặc biệt không có sân khấu hay những vở tuồng để được xem, Diệp Lang cho biết thêm. Có đêm tôi mơ thấy mình còn đi hát, nhiều khi giật mình tỉnh giấc đang hát giải tuồng. Tôi vui nhất khi nghe tiếng vỗ tay khán giả và buồn nhất khi tấm màn nhung sân khấu khép lại. Nghệ sĩ nhân dân Diệp Lang chưa từng nghĩ mình sẽ sống ở nơi xứ người và rời bỏ quê hương. Tuy nhiên mỗi nhà mỗi cảnh, ông và vợ sang Mỹ để chăm sóc các cháu. 10 năm xa quê, ông luôn mong ước trở lại Việt Nam, đi qua những nhà hàng quán quen thuộc và ôn lại kỷ niệm cũ. Diệp Lang chia sẻ, tôi từng suy nghĩ trước khi mất nhất định sẽ về quê hương một lần. Tuy nhiên quãng đường bay hơn 20 tiếng quá dài khiến tôi lực bất tòng tâm. Các bác sĩ cũng không cho tôi đi vì sợ khi lên máy bay không khí loãng ảnh hưởng đến tim và máu không lưu thông. Đây có lẽ cũng là điều tôi hối tiếc nhất trong những năm cuối đời. Nghệ sĩ sinh năm 1941 cảm thấy may mắn vì ông đã trải qua đủ một đời người và có cuộc sống hạnh phúc, được con cháu yêu thương. Người ta bảo đời người 60 năm, nay tôi lại bước sang mốc 80. Ở tuổi này tôi còn sót lại những ngày cuối cùng với cuộc đời, thổi nến và dùng chiếc bánh kem do trình con cháu tặng. Tôi hạnh phúc và không nghĩ mình đã quá già. Trong số những người con của nghệ sĩ Diệp Lang, chỉ có con trai theo nghệ thuật chính là đạo diễn Diệp Thiên, bạn trai cũ của Buka. Khi con trai theo đuổi nghệ thuật, nghệ sĩ nhân dân Diệp Lang dặn dò, làm gì thì làm, còn phải tìm tòi, học hỏi những cái mới. Đừng có lặp lại hay ăn cắp của ai, không chỉ có con trai mà nam nghệ sĩ gạo cội cũng mong thế hệ nghệ sĩ trẻ cũng có những sáng tạo nhất định, đưa nền nghệ thuật phát triển theo hướng đi riêng biệt. Nghệ sĩ nhân dân Diệp Lang từng là cái tên được rất nhiều người biết đến với nhiều vai diễn trong các vở cải lương, tuồng cổ nổi tiếng của Việt Nam. Ông được xem là cây đa cây đề trong làng nghệ thuật Việt. Cách đây 10 năm, nam nghệ sĩ gạo cội đã cùng vợ sang Mỹ định cư đoàn tụ với con cháu.